Rồi, xin chào anh em nha. Sau đây mình sẽ quay sản phẩm đời nông BMA 2000 để gửi bác anh Quân. Anh Quân ở trồng nguyên hãng Lê Trân, Hải Phòng nha. Sản phẩm của anh đây. Em về có được 3 con và bác mua 1 con và còn 1 con, giá em bán là 11.300.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Bao ship tận nhà luôn nha. Sản phẩm qua đây. Dòng BMA 2000 quánh rất là hay nha, tiếng rất là khỏe. Chuyên đánh những dòng loa Onkyo, Diatom và Lobo nha anh em. Đánh Diatom, Onkyo và Lobo của Mỹ rất là hay. Tiếng rất là sạch sẽ. Em nói chạy hai nguồn riêng biệt nha, nên tiếng nó rất là sạch sẽ và hay. Dòng này nhiều anh em chơi Lobo rất là chuộng. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chỉ cuộc đời, vì khi nhìn xuống vẫn đêm đêm vang vọng mãi tao mày nào được ngồi. Hôm kia tay